067 12 67 8 97 alo. Lên sáu bảy một hai sáu bảy tám chín bảy. À, vâng, Theta K3 em này dính lỗi bị mất tiếng mic nhá. Nhạc thì bình thường nhưng mà mất mic đã bị ok rồi. Cái này thì chấp nhận có gì mà. Về toàn bộ công nghệ và linh phụ kiện thay thế trên cái dòng vang này thì mình có đủ nha. Công nghệ liên quan đến IC lập trình có sẵn đây là khi tiếp nhận máy sửa chữa rất nhanh. Các trường hợp lỗi như không lên nguồn, lúc lên nguồn lúc không, sôi, lộ, mất nhạc, mất mic, rè nghẹt, mất kênh tiếng, mất cặp kênh. Đặc biệt là những cái trường hợp bị rè, sôi, mic, lộ, mic, mất mic nhá, rất hay gặp trên dòng này. Hoặc là sôi effect. Có trường hợp thì bật lên nó sáng rực hết cả cái đèn này, sáng rực cái đèn lên. Màn hình nó sáng xanh lịm, không loát gì, mất tiếng. Đó là lỗi khởi động. Có những trường hợp sẽ báo sẽ bị xoay tăng giảm này, nó rất là khó này, lỗi khóa này, hoặc là không lưu được chương trình này. Đó. Mọi thông tin chi tiết về sửa chữa thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy là 0979 486 089 để gặp trực tiếp được viên. Cảm ơn mọi người đã xem video.